thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 bao phủ toàn dân theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong những ngày qua, quận Ngũ Hành Sơn đã nỗ lực triển khai các công tác đảm bảo tiêm vaccine cho người dân chu đáo, an toàn. Ghi nhận vào sáng nay, ngày 13 tháng 9, tại điểm tiêm Nhà Văn hóa Thể thao quận Ngũ Hành Sơn, các lực lượng tham gia điều phối phân luồng người đến tiêm làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình an toàn phòng chống dịch. Người dân tuân thủ quy định và phấn khởi khi được tiêm vaccine để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Hai bọn hà tôi đi thử lần, trời chết rồi, chết mình đang mũi như là mũi thứ hai rồi. Mà nhà nước lo được đây thì mừng quá, tao trăm cho cáo mũi vô được chết mũi nái thôi. Thông thường chúng tôi phải có mặt ở đây từ 6 giờ sáng, chưa bao giờ kết thúc trước là 7-8 giờ tối cả. Thì bao giờ phải đảm bảo cái người đầu tiên đến cho đến người cuối cùng họ ra về đã được tiêm chủng an toàn, chúng tôi mới rời vị trí. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vaccine và phòng lây nhiễm bệnh COVID-19 trong quá trình tiêm chủng, ngành y tế quận, đội ngũ cán bộ y bác sĩ được phân công đã nỗ lực triển khai đúng quy trình các công tác chuyên môn, phối hợp nhịp nhàng trong tất cả các khâu giữa các đơn vị có liên quan, đội ngũ tình nguyện viên với mục tiêu tiêm nhanh, chính xác và an toàn. Thì chúng tôi đã chuẩn bị về cơ sở vật chất của Nhà Văn hóa, đảm bảo về cái khâu vệ sinh. Ngoài ra chúng tôi còn phân công lãnh đạo, trực lãnh đạo, nhắc nhở động viên anh em kiểm tra giám sát lực lượng cán bộ viên chức lao động phục vụ tại Nhà Văn hóa đảm bảo theo các yêu cầu đề ra. Trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 9, quận Ngũ Hành Sơn triển khai tiêm vaccine mũi 2 Moderna cho khoảng 2.000 trường hợp, nâng tổng số người được tiêm mũi 1 và đủ 2 mũi lên hơn 25.000 người. Hiện ngành y tế quận đang tăng tốc với mục tiêu sớm nhất, đạt độ bao phủ tiêm vaccine toàn dân, đáp ứng nguyện vọng được bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân.